Chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, trong 3 ngày từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ chức chương trình san sẻ yêu thương, tri ân khách hàng tại các địa phương trong tỉnh. Chương trình trao 192 phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở 12 huyện thành phố trong tỉnh. Mỗi phần gồm gạo, các nhu yếu phẩm trị giá 350.000 đồng. Tổng giá trị các phần quà là hơn 67 triệu đồng do Công ty Điện lực Đồng Tháp hỗ trợ. Việc trao quà nhằm góp phần giúp đỡ, động viên hội viên phụ nữ, hộ có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.